Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Mình đang có mặt ở Yêu Thuỷ Sinh, mới bước vô cái cửa thôi đã thấy rất là nhiều cái hồ. Chủ của Yêu Thuỷ Sinh đang set up một cái hồ. Hello em. Các anh em sẽ set up cái kiểu dạng cụm rừng. Đây là phong cách Hà Lan, còn gọi là phong cách chơi cây cắt cắm. Tả là phong cách tự nhiên ở một đoạn sông, đoạn suối. Đây là giống như một cái cây đa làng. Thời gian để build một cái hồ nó rất là ngắn, nó từ khoảng 2 tới 3 tiếng. Luyện cho nó cách cho ăn, cho nên mỗi khi mình lại gần hay là mình gõ tay vào thành hồ thì bọn nó biết là đến lúc cho ăn ấy. Nó đạt sự ổn định và nó rất là ít tốn công chăm sóc. Mình thiết lập nên một hệ sinh thái nhờ cái bộ lọc khủng bên trong. Nơi ông mà lần đầu tiên mình thấy là nó bự ghê luôn các bạn, rất là bự mát xài luôn. Xong rồi gọi là cách chê cọp. Chê cọp. Dạ, nó là bằng cá săn mồi. Nói chung anh em mà muốn mua cá dành cho Thuỷ Sinh thì tới những nơi bán Thuỷ Sinh sẽ bán những cái dòng cá của Thuỷ Sinh. Dạ, nó chuyên dành cho dòng cá thả Thuỷ Sinh. Tác dụng á là nó kiểm soát cái môi trường nước đó. Dạ, chúng ta chỉ việc là khử clo trong nước mới thôi. Đây là nãy mình có hỏi những cái cây cột đó như thế nào thì nãy Duy có giải thích là sẽ cho rêu nó bám lên. Thì đây 10 cho tới 15 triệu. 10-15 triệu. Dạ. Là full option luôn. Full option. Hello, mình là Nam Ngô đây các bạn. Ok, hôm nay là một buổi trưa mưa ha. Mình đang có mặt ở Yêu Thuỷ Sinh ở số 48 Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận. Thì chúng ta sẽ cùng tham quan cái không gian của Yêu Thuỷ Sinh ở đây ha. Ở trong đây thì mới bước vô cái cửa thôi đã thấy rất là nhiều cái hồ rất là khủng và đẹp ha. Đằng trước thì là những cái phụ kiện để mà chúng ta có thể set up một cái hồ Thuỷ Sinh, bao gồm lũa. Đây là những cái lũa để chúng ta có thể set những cái gọi là cụm rừng đó, những cái cụm rừng đá để chúng ta làm những cái tiểu cảnh đó, những cái lỗ hang hốc đồ. Cái này có thể là set up những cái hồ Thuỷ Sinh rất là đẹp, rất là tự nhiên ha. Cái này là đá luôn đó. Đây những khúc lũa rất là to, lũa rễ rừng đó, những cái rễ cây đây nè các bạn. Ok, bây giờ chúng ta cùng vô trong ha. Đây, mời bạn vô. Đây là Duy, chủ của Yêu Thuỷ Sinh. Hello. Đang set up một cái hồ. Hello em. Ok, quá rất là nhiều cái hồ rất là đẹp các bạn ha. Em, cái hồ mà Thuỷ Sinh mà cái style mà nó ngắn ngắn cái này gọi là cái gì ta? Nó gọi là salotang. Salotang hoặc là hồ Thuỷ Sinh mini để bàn. Là những cái phong cách Thuỷ Sinh nhỏ, gọn, đẹp. Đúng rồi. Như đây là hồ nhỏ. Như đây là hồ nhỏ, gọi là hồ Thuỷ Sinh để bàn. Đây các bạn, hồi nãy đầu clip mình có giới thiệu những cái khúc cây thẳng á, để làm gì á thì các anh em sẽ set up cái kiểu dạng cụm rừng ha. Cụm rừng thì mình cũng có chơi bonsai, đâm ra cũng có biết sơ sơ về cái cách bố cục set up đồ, rất là hay. Những cái hồ rất là đẹp luôn, nước ở trong veo luôn ha. Nước ở trong veo mà đánh đèn là nó đẹp quá. Nhìn ấn tượng, quá ấn tượng luôn. Cái phong cách Thuỷ Sinh của mình thời điểm này so với thời điểm ngày xưa chắc nó cũng có nhiều cái cải tiến cũng như là phát triển hơn, đúng không Duy? Đúng rồi, so với thời trước đây á, thì người chơi sử dụng những cái phụ kiện rất là đơn giản ở cái tầm trung. Còn những năm gần đây vì công nghệ nó vượt bậc lên cho nên những cái thiết bị đi kèm như là đèn nè, lọc nè, hay là những cái phụ kiện dành cho một người chơi Thuỷ Sinh á, nó càng ngày nó nâng cấp, mỗi năm nó nâng cấp vài ba mẫu. Cho nên đối với hiện tại thì những sản phẩm phụ kiện này nó là rất là hiện đại, nó khác xa hồi xưa luôn. Hồi xưa đơn giản như là một cây đèn, một người chơi bình thường có thể là bỏ ra khoảng 200 tới 300 là có một cái đèn bình thường. Nhưng thời điểm hiện tại thì có những cái đèn tới 4 triệu tới 6 triệu một cái đèn. Nó khác rất là xa so với hồi xưa. Nó khác về công nghệ hết rồi. Nó khác về công nghệ, về chất lượng ánh sáng, về thẩm mỹ. Dạ đúng rồi, coi như là đa dạng hết luôn. Nó làm cho cái tác phẩm tổng thể của mình là nó ấn tượng hơn rất là nhiều luôn. Nó ấn tượng. Trước đây những cái cây mà màu đỏ rực rỡ thì chưa được chơi. Những năm gần về sau đây thì nhờ công nghệ về đèn, về chất lượng ánh sáng thì những cái cây đó, nó sẽ cho lên màu sắc rất là rực rỡ. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Anh nhớ nhiều năm trước anh thấy cái hồ Thuỷ Sinh đa số là một màu xanh thôi. Dạ đúng rồi. Những cái cây đa số là những cái màu xanh thôi chứ nó không có cái nhiều cái màu sắc như thế này. Dạ đúng rồi, tiếc là hồ này là hồ cắt cắm mình mới vừa tỉa cách đây 2 hôm. Cho nên bây giờ nó chưa có ra chồi mới. Khoảng 1 tuần nữa thì khi mà cây nó đâm chồi thì hồ nó rất là rực rỡ luôn. Đúng rồi, rất là đẹp. Trước mắt là đẹp rồi. Cái này chắc là style Hà Lan đúng không? Dạ đúng rồi, đây là phong cách Hà Lan, phong cách còn gọi là phong cách chơi cây cắt cắm. Cắt cắm, dạ, cắt cắm là nó đặc trưng của cái phong cách Hà Lan. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là trên cái thảm, những cái thảm cỏ rồi này nọ. Dạ đúng rồi, sử dụng nhiều loại cây cắt cắm. Dạ. Quá đẹp luôn. Kết hợp với gỗ lũa. Nhưng mà như cái này nó nếu mà nó có kết hợp với đá với gỗ lũa thì nó là cái gì ta? Đá, gỗ lũa. Nếu như chúng ta sắp xếp thì nó sẽ có hai cái phong cách. Thứ nhất đó là phong cách nature. Nature là đá, gỗ lũa là theo phong cách tự nhiên, tả theo phong cách tự nhiên ở một đoạn sông, đoạn suối nào đó, hoặc là một cái cảnh trên cạn, phong cách nature tự nhiên. Còn cũng có thể là đá với lũa chúng ta có thể ghép thành phong cách là phong cách rừng. Đúng rồi. Dạ. Thì phong cách rừng giống như ở đây đang làm là đá với lũa ghép thành phong cách rừng. Còn ở đây là đá lũa là phong cách nature, ngoài kia cũng là nature. Còn một phong cách mà người chơi rất nhiều đó là phong cách bonsai. Bonsai. Dạ đúng rồi. Kiểu cây cây đại thụ. Đúng rồi, một cây cổ thụ, tạm cỏ và lối đi là phong cách của hồ bonsai. Rất là đẹp luôn các bạn. Dạ. Đây là giống như một cái cây đa làng. Dạ. Cây đa, có cây đa, có một cái lối đi vào, nó là hết sức là mềm mại luôn, đẹp quá. Kể cả cái thảm cỏ này mình cũng có thể kết hợp nhiều loại rong rêu với nhau, mình tạo cho nó tự nhiên đúng không? Dạ đúng rồi. Có những bạn cá này cái đẹp quá. Quá trời đẹp. Thì để build một cái hồ như vậy á, là mình tốn nhiều thời gian không Duy? Cũng tùy theo cái phong cách chơi thì mình sẽ tốn thời gian nó khác nhau. Ví dụ như là đối với phong cách bonsai như các bạn vừa xem ấy, thì thời gian để build một cái hồ nó rất là ngắn, nó từ khoảng 2 tới 3 tiếng. Nhưng đối với những cái layout rừng hay là những cái hồ phong cách rừng tự nhiên ấy, thì thời gian build nhiều khi nó mất tới 3-4 ngày để hoàn thành một cái tác phẩm. Dạ đúng rồi, nó rất là cầu kỳ, nó đòi hỏi cái người làm hồ đó phải am hiểu về nghệ thuật, dạ, phải am hiểu về thủy sinh, sau đó ghép nối hai cái bộ bon đó tạo nên một tác phẩm như thế này. Yeah. Quá đẹp, phong cách này cũng đẹp, phong cách nature cũng đẹp. Yeah. Rồi phong cách Hà Lan. Hà Lan. Dạ. Yeah. Cái Hà Lan mà nó kết hợp với cây gỗ lũa đồ này nọ nó gọi là Brazil, phong cách Brazil thế nào? Dạ không, phong cách Brazil tức là phong cách xếp đá tạo hình. Xếp đá tạo hình. Dạ. Thì phong cách Brazil hiện tại thì nó bắt nguồn từ cái anh Ngô Trường Thịnh cũng xuất xứ Việt Nam mình từ rất lâu. Là từ cái phong cách đó là từ Việt Nam luôn. Đúng rồi, chính xác. Từ thời 2006, 2007 lần. Dạ. Thì cái phong cách đó do anh Ngô Trường Thịnh tại Việt Nam. Sau đó ảnh có chia sẻ những cái phong cách xếp đá tạo hình đó cho những người chơi ở Brazil. Từ đó tới bây giờ thì những người chơi ở Brazil có một phong cách xếp đá nó riêng biệt do anh Thịnh trước đây đã có chia sẻ. Thì bây giờ nó mang lên phong cách là đá Brazil. Ồ hay quá bạn, tự hào. Đó là phong cách của người Việt Nam chơi luôn, tự hào luôn. Quá tự hào luôn, quá hay. Những dòng cá này là dòng cá, dòng cá này đi theo đàn các bạn. Đấy. Đấy, đây là những dòng cá thủy sinh rất là thông dụng. Ở đây thì mình có luyện cho nó cách cho ăn, cho nên mỗi khi mình lại gần hay là mình gõ tay vào thành hồ thì bọn nó biết là đến lúc cho ăn ấy. Thì nó sẽ sống lại. Mình có thể tương tác với cá ngay trong hồ của mình luôn. Quá là hay luôn. Sau khi mình build xong cái hồ này thì cái thời gian dưỡng là bao lâu để cá với lại cây nó hòa hợp vô là một thôi? Set up xong thì để cho đạt sự ổn định của một hồ thủy sinh đó, nó mất từ 2 tháng cho tới 3 tháng để cái môi trường trong hồ mình ổn định. Đúng rồi, 2 tới 3 tháng trong hồ. 2 tới 3 tháng nó mới đạt đến sự ổn định. Khi mà ổn định thì nước nó sẽ trong này, cây cá trong hồ rất là khỏe. Đẹp quá. Yeah. Như cái hồ này chắc 1,5 mét hết ta, 1,2 mét. Đúng rồi anh. 1,5 mét. Mét rưỡi, chiều dài là 1,5 mét. Mét rưỡi này 80. Chiều rộng là 80, còn chiều cao cái hồ này là 55. 55 đẹp quá. Hồ này hồ làm rất là lâu rồi. Nó đạt sự ổn định và nó rất là ít tốn công chăm sóc. Cái điểm mạnh nào mà nó ít tốn công chăm sóc gì? Mình thiết lập nên một hệ sinh thái nhờ cái bộ lọc khủng bên trong. Sau đó mình thiết lập cái hệ vi sinh nó đạt được sự ổn định rồi đó. Lúc đó cái hồ mình nó trở nên là ở trạng thái cân bằng. Khi ở trạng thái cân bằng á, thì nó hạn chế tối đa cái việc phát sinh những cái điều có hại cho hồ. Như là rêu hại, tảo hại, bệnh tật đối với cây cá, với cá tép đó. thì lúc đó là cái môi trường hồ của mình rất là ổn định rồi, mình rất là ít tốn công chăm sóc nữa. Đúng rồi các bạn, có một cái điểm khác biệt so với lại nhiều năm trước á, mà nãy giờ mình nhìn xong mình mới nhớ ra là những cái ngày xưa là thường những cái hồ thủy sinh là người ta đóng trong những cái tủ gỗ mà nẹp mấy cái này gỗ hết rồi. Nói chung là nhìn nó khá là nặng nề, nhìn nó nặng nề. Còn bây giờ cái kỹ thuật mới là những cái gọi là kiến á ép, dán dấu keo, sau đó mài vi tính, nó sẽ để lộ những cái khoảng hở, khoảng khoáng như thế này. Nhìn vô nó rất là thoáng luôn, nó không có như ngày xưa. Ngày xưa thường cái tủ đó xong người ta chạm qua văn rồi lên nhìn nó hơi nặng nề. Dạ đúng rồi. Nhìn nó không có nghệ thuật giống như vậy. Dạ. Còn bây giờ nhìn nó, các bạn đang nhìn một cái dãy hồ nó sáng trưng luôn. Nó sáng luôn, nó thoáng. Quá đẹp. Dạ. Giống như là một khối nước vậy đó, chứ không có cái gì bao quanh cả. Dạ. Đặc biệt ở trong hồ này có những cái con cá neon mà lần đầu tiên mình thấy là nó bự ghê luôn các bạn. Rất là bự, mát xài luôn. Dạ đúng rồi, nó là neon vua đạp massage rồi đó. Neon vua khi mà ở trong môi trường ổn định á, thức ăn đầy đủ, nó sẽ phát huy hết cái sắc tố của nó lên luôn, là phát huy tối ưu cái khả năng massage của nó. Cho nên những cái con cá neon mà các bạn đang xem nó đã massage rồi, màu sắc rất là rực rỡ. Và những cái bạn cá đỏ này là cá gì ta? Gọi là cá diếp anh đào. Cá diếp anh đào, dạ. Cái màu sắc đúng là anh đào luôn. Sakura luôn. Dạ, nó rất là đỏ. Thì chúng ta nhìn vô cái hồ mà chúng ta thấy từ cây cối cho tới cái sinh vật ở trong đó mà nó sống khỏe là chúng ta biết một cái môi trường sống trong này nó được setup rất là tốt luôn. Dạ đúng, đúng rồi, hệ sinh thái nó đang rất là ổn định. Rất là ổn định luôn. Từ cây, cá, tép. Mình nhìn con cá nó bơi linh hoạt á, màu sắc nó rực rỡ là mình biết nó đang rất là khỏe khoắn rồi. Quá đã luôn. Thì để mình build một cái hồ mà cho nó tốt về mặt kỹ thuật để cho sinh thực vật ở trong đó nó sống khỏe, thì trong đó mình cái hồ thủy sinh thì mình có những cái yêu cầu về mặt kỹ thuật gì Duy có thể giới thiệu với người xem? Dạ được. Để có một cái tạo nên cái hệ sinh thái như thế này nè, mà cây nó tốt này, các loại cá nó hòa hợp sống với nhau khỏe mạnh này, không bệnh tật nước trong nè, rồi thì có rất là nhiều yếu tố, trong đó có 3 yếu tố ha. Thứ nhất là chúng ta đầu tư một cái bộ phần cứng đảm bảo rằng cái quá trình hoạt động của hồ nó diễn ra tốt đẹp. Phần cứng ở đây có đèn lọc CO2. Đèn lọc và CO2. Đèn lọc là bên trong và CO2. Đây là những cái tủ lọc. Dạ. Đây là những thiết bị phần cứng cơ bản chúng ta phải đầu tư cho nó ở cái gói chất lượng để đảm bảo rằng cái hệ sinh thái chúng ta hoạt động diễn ra rất là tốt này. Đó là phải có cái bộ lọc, bộ CO2 và đèn. Đèn là rất là quan trọng. Đèn là có ánh sáng đưa xuống để cho cây trong hồ nó quang hợp. Và nó đánh cá lên màu. Đó là phần cứng. Rồi tiếp theo là tới phần mềm ha. Phần mềm thì bộ phận này chất lượng. Bộ phận này chất lượng nó sẽ kiểm soát nước rất là tốt nè, rồi nó nhả dinh dưỡng ra cho tất cả loại cây đều hấp thu dinh dưỡng và phát triển được. Thì cái bộ phận này đa số người chơi ở thủy sinh Việt Nam là sử dụng phần nền của Nhật. Dạ, nó hiệu quả rất là tốt, có thể chơi được vài năm mà nó kiểm soát cái môi trường nước của chúng ta rất là tốt. Nó đưa ra những cái vi sinh đồ. Đúng rồi, nó cung cấp khoáng chất, rồi dinh dưỡng, khoáng cho cây, cho cá, cho tép, dinh dưỡng cho cây để phát triển căng. Dạ, nó không có bùng phát rêu hại, nó hạn chế cái khả năng làm hỏng hồ. Dạ. Rồi, tép nè bạn, tép đuôi nó nằm ở trên những cái tán cây nè. Rồi, cái yếu tố thứ ba cũng quan trọng không kém, đó là cái cách mình chăm sóc. Cách mình chăm sóc. Đúng rồi, để có một hồ sạch như thế này chúng ta phải thường xuyên vệ sinh chăm sóc. Dạ, tương tác với cái chiếc hồ của mình nhiều khi là ít nhất phải là mỗi tuần một lần. Mỗi tuần một lần là ít nhất. Thì mỗi cái công tác chăm sóc thì nó bao gồm cái gì ta? Công tác chăm sóc thì chúng ta thay nước. Thay nước. Sau đó chúng ta vệ sinh xung quanh thành hồ. Rồi tiếp theo chúng ta có thể là cắt tỉa rêu nếu như rêu chúng ta dày quá, cắt tỉa cây nếu như cây chúng ta cao quá. Rồi là chúng ta quan sát ở bên trong hồ chỗ nào dơ, chỗ nào bẩn hay cây nào hư chúng ta cắt tỉa trồng trọt để chăm sóc nó. Tối thiểu một tuần là phải một lần. Còn thông thường tại Yêu Thuỷ Sinh thì một tuần là 2 lần. Tuần 2 lần. Dạ đúng rồi. Hèn chi cái chất lượng nó đẹp như vậy vô là ấn tượng liền. Với lại anh thấy cái hồ thì nó nhiều cá vậy nè. Mà sao anh nhìn cái mặt đáy nó sạch sẽ quá. Nó hầu như nó không có phân. Rồi trên cái nước nó cũng không có ván, đúng không? Không có gì hết. Dạ, đây là một cái nghệ thuật nữa. Đó là nghệ thuật nuôi cấy vi sinh và tạo nên hệ sinh thái cân bằng. Thì lượng cá thế này mỗi ngày thì cái lượng phân nó ị ra rất là nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà ở trong này có cái những cái chủng vi sinh nó có khả năng phân hủy rất là mạnh về phân cá. Dạ, thì để tạo nên hệ vi sinh đó thì mình kết hợp rất là nhiều sản phẩm từ nước ngoài như bio của Pháp này, hay là SeaChem của Mỹ. Dạ, thì kết hợp những dòng vi sinh mạnh, nó có khả năng mà phân hủy rất là nhanh. Có nghĩa là nó làm cho phân nó tan trong nước. Đúng rồi. Và cái máy lọc nó sẽ lọc lại nước. Ồ, hay quá, hay quá. Có nghĩa là phân cá nó thải ra đó các bạn, thì cái vi sinh đó nó sẽ làm tan cái phân trong nước luôn. Đúng rồi. Và cái hệ thống lọc á, nó sẽ lọc cái nước đó. Nó lấy cái cặn nó nằm ở trong cái những cái màng đó, và cái nước sạch thì nó lại chảy ngược ra ngoài. Quá là hay luôn. Thì cái đó là đúng là cả một nguồn nghệ thuật luôn. Dạ đúng rồi, cả một nghệ thuật. Thì để mà nói chung là dựa trên những cái tiêu chí nào hoặc là kỹ thuật nào mà Duy có thể ra được những cái vi sinh đó, cái kết hợp những cái công thức mà và những cái sản phẩm mà Duy nói là từ nước ngoài á. Đúng rồi. Thì để có những cái hồ mà của Yêu Thuỷ Sinh lúc nào cũng trong vắt thế này nè, thì nó có một quá trình rất là lâu dài trong nghề. Thì trong những năm đầu làm nghề, mình đã cố gắng thử nghiệm và đúc kết. Với mỗi hồ mà làm cho khách đó thì mình sử dụng nhiều cái loại combo vi sinh khác nhau, và mình cấy và mình theo dõi. Sau đó qua quá trình vài năm đúc kết thì mình nhận ra rằng để kết hợp những chủng vi sinh cực mạnh đó thì nó có một cái quá trình và cái kinh nghiệm, và nó chứng thực qua rất là nhiều hồ mà Yêu Thuỷ Sinh đã làm cho khách. Hồ nào cũng trong vắt đó. Dạ. Quá hay luôn. Cái việc mà mình dùng cái vi sinh đó, nếu mà mình dùng không đúng thì nó không hiệu quả, hay là nó có thậm chí là nó có hại gì cho cái thực vật và động vật ở trong này không? Cá ở trong này. Nếu như mình dùng không đúng ấy, thì cái độ hiệu quả nó không đạt thôi, chứ nó không gây hại. Thì độ hiệu quả không đạt tức là nhiều bạn là trong vòng khoảng 3 ngày ấy, là hồ nước bắt đầu nó đục, nó dơ. Mình thấy bụi bẩn nó bám đầy trên cây, trên thảm cỏ. Tức là lúc đó thì cái bộ phận lọc và cái hệ vi sinh của ấy, chiếc bể người chơi đó nó chưa hoàn toàn đạt được cái hiệu quả. Dạ, thì đối với những trường hợp như vậy, chúng ta cần phải khắc phục lại hệ vi sinh bằng cách châm thêm vi sinh, dạ, bổ sung thêm vi sinh vào, để cho khi mà vi sinh nó hoạt động mức hiệu quả mạnh nhất ấy, thì chúng ta sẽ không còn thấy phân cá, không còn thấy bụi lơ lửng trong nước nữa. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Đây là một cái hồ phải nói là cực kỳ chất lượng luôn, anh hình như là nhìn vô nó không thấy tì vết luôn. Mà với cái lượng cá này chắc cũng vài trăm con á. Dạ đúng rồi. Mà không thấy một cái tì vết. Ví dụ như là thậm chí là cái mà dễ nhìn nhất là những cái bụi nó li ti, nó cứ quần đây mà ở đây cũng không hề thấy. Cái thứ hai nữa là cái giống như chỗ này nè, ví dụ như phân mà nó dính với cái đờn riêu này không thấy không nói đi, nhưng mà chỗ này nè là sạch bon luôn. Đúng rồi, nó rất là sạch. Sạch bon luôn, không thấy gì cả, rất là đẹp luôn. Cảm giác rất là mát con mắt. Cái bể mà gọi là bự nhất mà đó giờ mình đã từng gọi là build là khoảng kích thước bao nhiêu? Cái bể bự nhất mà Yêu Thuỷ Sinh từng làm thì kích thước là dài 3 m và chiều sâu là 3 m. Dạ, đó là một cái thể tích của hồ Thuỷ Sinh lớn nhất hiện tại tại Việt Nam. Thủy sinh tức là bên trong có sử dụng trồng cây, sử dụng công nghệ để trồng cây. Còn hồ nuôi cá thì có rất là nhiều anh em làm cái hồ rất là khủng, rất là lớn, nhưng chưa là hồ thủy sinh trồng cây. Dạ, thì bên Yêu Thuỷ Sinh là vinh hạnh là đối tác của một vài công ty đơn vị thiết kế. Dạ, thì cái hồ mà thủy sinh dài nhất Yêu Thuỷ Sinh làm thì dài là 3 mét, sâu 3 mét. Sâu 3 mét là nó hình vuông á, coi như hình. Dạ. Sâu là chiều cao 3 mét. Sâu là chiều sâu. Sâu là 3 mét và ngang 3 mét. Trời ơi, coi như nó phải lặn xuống. Coi như là nó ngang cái phòng này á. Dạ đúng rồi, nó phải lặn xuống như cái phòng này. Quá dữ luôn. Trong đó là cái người chủ đó chắc cũng là rất là đam mê luôn. Dạ, ảnh rất là đam mê. Ảnh đầu tư hẳn cho một cái không gian để ảnh thưởng thức thủy sinh và cá. Quá mê luôn. Ước gì luôn. Ước gì mà có một cái để ngồi ngắm nó có đã. Ủa nếu mà cái chiều sâu nó như vậy thì chắc mà phải nhiều tầng hết ta. Nó thuộc dạng đó mình phải phân bổ ra nó dạng nhiều tầng. Đối với cái hồ mà có chiều sâu như vậy á, thì đối với thủy sinh cơ bản á, thì nó quá sâu để thực hiện trồng cây. Thì đối với chiếc bể mà có chiều sâu 3 mét á, thì cũng bàn với chủ đầu tư là mang tính thử nghiệm. Chưa có một kết quả nào, chưa có một cái kiến thức nào là để thử nghiệm với chiều sâu đó cả. Thì cũng bàn với chủ đầu tư rằng đối với chiều sâu 3 mét trồng thủy sinh thì hoàn toàn đây là một thử nghiệm, nên chủ đầu tư phải thông cảm, nó sẽ có xảy ra hai vấn đề, một là thành công, hai là nó thất bại. Thì chủ đầu tư phải chấp nhận điều đó. Và chủ đầu tư cũng đồng ý rằng thôi bây giờ đam mê, hai anh em cùng nhau làm cái điều đó thử xem như thế nào, ở chiều sâu 3 mét nước cây nó có chịu được hay không, hay là thả những loại cá thủy sinh nó có bơi xuống dưới đáy được hay không. Dạ, thì tới thời điểm hiện tại sau khoảng vài tháng thì chiếc hồ nó rất là ổn định. Rất là ổn định. Đúng rồi, cá nó lên màu và nước rất là trong. Rồi. Dạ, cũng cái đó là cái sướng của cuộc chơi đó các bạn. Đúng rồi. Mình chơi thì nhiều khi nó set up những cái bể nhỏ nhỏ như thế này thì mình làm hoài rồi nó cũng chán, đâm ra mình muốn có những cái gì nó thử thách hơn, mặc dù là cái khả năng thất bại là nó cao luôn, rất là cao luôn, nhưng mà đã gọi là đam mê muốn thử nghiệm và đưa ra những cái muốn tìm ra cái câu trả lời đó, thì cuối cùng là câu trả lời nó rất ok. Dạ, nó được, nó thỏa mãn được anh chủ đầu tư. Nhưng mà nếu mà chiều cao 3 mét thì những cái đèn chắc nó phải rất là khủng nó mới đánh xuống tới tận đáy được. Cái đèn sử dụng đèn công suất rất là lớn, nó cái rọi cái ánh sáng xuống tầng đấy, xuyên qua lớp nước 3 mét thì ánh sáng nó xuống đáy là nó giảm rất là nhiều. Đúng rồi. Dạ, mình sử dụng một cái hệ thống đèn công suất rất là mạnh. Coi như là rất là chịu chơi luôn. Dạ. Quá đẹp. Dạ. Thì ở đây không biết anh có muốn build một hồ thủy sinh tại nhà chơi không ta? Anh rất là thích ngắm luôn. Dạ. Nhưng mà cái điều anh ngại nhất là dọn dẹp. Đúng rồi. Hồi xưa anh có chơi rồi. Hồi xưa anh có làm một cái hồ thủy sinh rồi, nhưng mà tới cái khúc dọn dẹp nó chua quá. Mình không có dân chuyên nghiệp đâu ra. Mình làm rồi, nó rất là vất vả. Nó thứ nhất là vất vả, mà mình làm xong mình cảm giác nó xấu hơn lúc mà chưa làm, nên ra là nó hơi bị tụt mút. Chứ mê thật ra là cuối ngày mình, tại vì cái gu của anh là nó cũng không phải là thích đi ra ngoài chơi. Cuối ngày mình làm việc xong rồi mình muốn ngồi yên tĩnh mình ngắm nhìn thôi, cho nên là rất là thích luôn. Chỉ ngại vấn đề là bảo dưỡng thôi. Để set up những cái bể mà natural này á, thì là mình có đòi hỏi về mặt chắc là mình có con mắt thẩm mỹ của mình nó cũng phải có để mình kết hợp vô, đúng không? Mình sẽ vô lũa, vô đá rồi kết hợp vô. Dạ đúng rồi, sẽ có rất là nhiều cái buổi offline đối với những anh em trong cái làm lĩnh vực nghề này. Dạ, thì những buổi offline đó sẽ được sự chia sẻ của những cao thủ ở Việt Nam như là anh Long, anh Thịnh, anh Titon, là những người đã có thành tích rất là xuất sắc trên cái đấu trường quốc tế, tham gia những cuộc thi về thiết kế thủy sinh. Anh đã mang lại giải nhất, giải nhì, giải ba trên cái đấu trường quốc tế rồi. Thì những cái kinh nghiệm của anh Long, anh Thịnh là nó rất là sâu xa, rất là sâu sắc, và trong những buổi offline đó thì các anh có chia sẻ lại cho những người làm nghề như mình vậy đó, để nắm được những kiến thức cơ bản và những cái quy tắc, cái nguyên lý để thiết kế nên một chiếc bể nó khiến cho mọi người có cảm giác nhẹ nhàng khi nhìn vào. Rất là khó để làm lên. Đúng rồi. Nói chung là gọi là các bạn nhìn vô một cái tiểu cảnh gọi là natural, tức là một cái gì đó tự nhiên nhất. Mà cái từ tự nhiên ở đây không có nghĩa là cứ quăng đại vô. Đúng rồi. Mà nó phải được sắp đặt cách rất là tự nhiên, để khi chúng ta nhìn vô chúng ta sẽ cảm giác cái này là chắc là dưới một cái lòng sông nào đó, dưới một cái lòng sông nào đó chúng ta thấy mọi thứ nó hài hòa, con cá nó bơi ra bơi vô mấy cái khe, cảm giác nó nhẹ nhàng. Cái này là những cái đồ thổi CO2 đúng không ta? Dạ đúng rồi, cái này là cái bộ sủi CO2. Dạ, cây chúng ta quang hợp thì nó có ánh sáng và cần CO2 để quá trình quang hợp nó diễn ra. Thì đây là một thiết bị nó sủi CO2 hòa tan vào trong nước, cung cấp CO2 cho cây bên trong nó quang hợp. Cái cách sử dụng CO2 này nó có đòi hỏi cái kỹ thuật gì chúng ta, nó có nghĩa là nó có tính theo cái lượng nước hay là như thế nào, hay là ghim điện vô là xài thôi, mua về ghim điện vô xài thôi? Nó có tính theo kỹ thuật ấy. Ví dụ những cái bể kích thước ở 90 trở lại như thế này thì lượng CO2 để đủ cho một chiếc bể thì nó thông thường là 1 giây 2 giọt. 1 giây 2 giọt. Nó giống như cái bình nó nhiễu tỏm nhiễu hay là nó nổi lên. 1 giây là khoảng 2 giọt là nó vừa đủ cho một chiếc bể 90 như thế này. Dạ đúng rồi. Còn những chiếc bể lớn hơn từ 1m2 thì là 1 giây 3 giọt, hoặc là nhỏ hơn như 60 thì 1 giây 1 giọt. Nó tính theo là giây giọt. Theo giây giọt. Quá hay. Thì cái này chúng ta ai cũng biết rồi, cây nó cần CO2 để là nó hấp thụ CO2 và nó thải ra oxy. Đó. Và nó cần cái ánh sáng để nó quang hợp, thì đây là những cái điều kiện cần để cho cái môi trường sống ha. Giống như ngồi tự nhiên vậy đó, cây ngồi tự nhiên nó cũng có quá trình quang hợp. Đúng rồi. Dạ. Nếu như mình không có cung cấp cái CO2 này thì có vấn đề xảy ra không ta? Cây nó sẽ không tốt. Có, đúng rồi. Với những chiếc bể mà kích thước như thế này á, thì nếu như không có CO2 thì rõ ràng trong môi trường nước của chúng ta sẽ bị thiếu hụt lượng CO2. Từ đó cây chúng ta lại thiếu CO2 để diễn ra quá trình quang hợp, giúp lúc đó cây nó sẽ trở nên èo ọt, kém phát triển và phát sinh rêu hại. Và cá tép trong hồ chúng ta khi mà không có cái sự quang hợp diễn ra thì lại thiếu hụt oxy, cá tép chúng ta cũng thiếu oxy và cũng dẫn đến sức khỏe kém hay ngoi ngóp đi mặt nước. Cho nên tất cả những hồ thủy sinh với kích thước như thế này trở lên đều phải sử dụng CO2 để cho một cái môi trường tốt nhất. Nếu mà trong mấy cái môi trường mà ở ngoài thiên nhiên luôn á thì cái CO2 này nó lấy từ đâu ta? Ngoài thiên nhiên thì CO2 nó sẽ lấy từ gió trời. Và cái nền thảm sình buồn ở dưới trong quá trình trao đổi chất nó lại phát ra cái khí CO2 từ dưới lớp sình, lớp buồn. Và ở trong cái môi trường đó thì nó sẽ là điều kiện đủ để cho cái cây thủy sinh nó sống trong môi trường đó. Đó là ở ngoài tự nhiên. Đúng, ở ngoài tự nhiên thì cái nước của nó là dạng đối lưu rồi nó thay đổi, còn trong cái môi trường mình là dạng như nước động, nước tù, cho nên mình phải cung cấp CO2 cho nó. Rất là hay luôn. Các bạn, để một cái môi trường sống nó có thể diễn ra một cách thuận lợi thì nó bao gồm rất là nhiều yếu tố ha. Về không khí là phải có CO2, rồi phải có ánh sáng, rồi môi trường nước, thì những cái sinh vật, thực vật ở trong cái môi trường này á, nó mới sống tốt được. Đại loại là khi chúng ta chơi, chúng ta mô phỏng một cái mô hình ở ngoài thiên nhiên thì chúng ta cũng phải mô phỏng cái cách thức vận hành của thiên nhiên nó như thế nào thì mọi thời nó mới sống khỏe được. Rất là hay luôn. Dạ đúng rồi, chính xác là như vậy. Tuyệt vời luôn. Thì hồi nãy mình nói cái kiểu Hà Lan là cái kiểu mà cắt cắm, còn cái kiểu này là cái kiểu mình gọi là gì ta, tháp ha. Vậy là giống như mấy cái rêu này là mình gắn lên những cái cây đó thì nó gọi là cấy ha. Dạ cấy nó dạng kiểu dạng cấy rêu lên tán cây, cấy rêu lên lũa. Này như một cái cây đa, các bạn thấy không, có những cái rễ á, cái rễ cây đa đầu làng có những cái rễ thòng xuống từng mâm. Cái cây đa này là chúng ta ghép lại từ những cái lũa vụn như thế này đây là những cái cây đa thô hay là những cây bonsai thô, rồi chúng ta mới sử dụng những cái cây bonsai thô này và cấy rêu lên rồi đưa vào trong hồ để tạo nên cái cảnh hồ thủy sinh bonsai. Thì cái này là bên mình tự làm luôn hả ta? Dạ không, cái này sẽ có một cái xưởng làm cái này với chuyên làm cái này với số lượng rất là lớn, cung cấp cho toàn thể luôn. Dạ, cung cấp cho tất cả các cửa hàng anh em thủy sinh. Như những cái này là cái gì, cái rễ, chắc cái rễ của cây gì quá. Dạ, đây là một cái tán của cây xương chùm, nó gọi là tán cây xương chùm. Sau đó nghệ nhân sẽ cắt cái này ra và ghép lại thành một cái dáng cây bonsai. Này tàn rớt ha. Đấy. Quá đẹp luôn. Đây là mình cũng setup sẵn rồi, mọi người có thể mua về đặt vô thôi đúng không? Dạ đúng rồi, đây gọi là những cái layout. Dạ, layout mình làm sẵn cái tiểu cảnh như thế này. Các người chơi chỉ việc là mang layout về đặt vào trong hồ và trồng thêm cây là tạo nên một cái khung cảnh của hồ thủy sinh. Ở những cái rễ cây này mình làm cách nào mà cái này mình cũng dán cái đá vô sao hả? Đúng rồi, mình sử dụng bột đá và keo 502 để dán nó, liên kết nó lại với nhau. Bột đá và bột đá và keo 502. Đây có rất là nhiều những cái mẫu chuồng để sẵn cho anh em. Này là của Việt Nam mình. Dạ, của Việt Nam mình dán hết. Dán hết. Đúng rồi. Hồ kính thủy sinh. Dạ, và điều với công nghệ là gì đó gọi là dấu keo. Dạ, dấu keo mài vi tính. Đủ kích thước hết. Dạ. Cái này nếu mà một người mới chơi mà muốn tự build cái hồ thì nó có đơn giản không? Mới chơi thì thông thường sẽ làm những cái rất là đơn giản. Nó đòi hỏi những kỹ thuật cơ bản như là chuẩn bị một cái chiếc bể, sau đó đổ đất nền vào, rồi lấy cây cắm vào và chạy lọc chạy đèn. Đó là cái phong cách chơi của người mới chơi rất là đơn giản. Sau đó để tạo cái cảnh đẹp hơn thì người chơi bắt đầu là dùng đá, dùng lũa xếp lại tạo ra những cái cảnh. Rồi khi mà chán cái cảnh mà vừa tạo ra thì người chơi tiếp tục là một là đi mua những cái layout như thế này về chơi, hai là bắt đầu là ghép, mua đá mua lũa về tự ghép tự làm luôn, tự làm lên Mình có ý tưởng là tự làm luôn. Dạ đúng rồi. Phải trải qua rất là thời gian và quá trình, thì từ người chơi mới, người mới bắt đầu chơi trở nên người chơi chuyên nghiệp thì phải trải qua rất là nhiều hồi. Em là hồi xưa cũng xuất phát điểm là một người đam mê yêu thích, xong bắt đầu mình sẽ coi như là theo nghề tới giờ luôn. Dạ đúng rồi. Trước đây thì em rất là mê, tự chơi. Lúc đó là tự đi mua, tìm tòi rồi mua đồ về tự làm, tự build, tự chơi. Chơi xong chán, lập, bỏ, rồi thay đổi liên tục, khoảng vài chục cái. Sau đó là mình mới quay video chia sẻ trên các kênh mạng. Rồi từ đó thì những người chơi tiếp theo họ thấy hay quá, họ nhờ làm giùm. Rồi họ nhờ làm giùm thì mình mới có khách. Lúc đó thấy rằng cái đam mê của mình có thể là kiếm được tiền, thì mình quyết định là đầu tư vào kinh doanh cái đam mê của mình. Vừa được thỏa cái đam mê mà vừa có thu nhập kinh tế để ổn định cuộc sống nữa là quá tuyệt vời luôn. Dạ đúng rồi. Ngày nào cũng sống trong cái không gian này mát con mắt luôn. Cũng sống với đam mê. Rồi nếu mà như có bạn nào mà đam mê quá muốn gọi là học nghề thì ở đây mình có mở giống như là nhận học viên đồ kiểu dạng vậy không ta? Có rất là nhiều bạn muốn xin qua để muốn học hỏi kinh nghiệm, nhưng tại vì ở shop là thường xuyên đi làm công việc, làm công trình, có công trình, cho nên không có thời gian mà để đào tạo, để hướng dẫn những bạn mới chơi, cho nên shop từ chối và rất là mong các bạn ấy thông cảm. Và ở shop đây anh em là đi làm công trình liên tục, cho nên nhiều khi các bạn ấy qua là sẽ không, mình không có chia sẻ chi tiết được. Đúng rồi. Và cũng ngại thì chỉ dám mời qua để nói chuyện chơi và chia sẻ một vài điều thôi, chứ không có dám nhận học viên và đào tạo. Học viên thì mình cũng phải, nếu mà gọi là đào tạo thì phải có trách nhiệm, đàng hoàng, bài bản, đàng hoàng. Lại sau này ra thì cũng là học viên từ đâu ra đó, nếu mà đào tạo không tới nơi tới chốn thì nó cũng không có hay, đúng không? Dạ đúng rồi, nó không có hay. Quá đã. Cái này mình ví dụ như mình set up cho khách thì mình cũng có luôn cái dịch vụ là bảo trì, bảo dưỡng, chứ khách nhiều khi cũng bận bịu mà, đúng không? Dạ đúng rồi, đa số khách là rất là bận bịu, không có tự chăm, và cái nghệ thuật chăm cũng chưa có kinh nghiệm nữa. Cho nên khi mà mình cung cấp một cái trọn bộ sản phẩm như thế này thì mình lại cung cấp thêm một cái gói bảo trì, chăm sóc bảo trì hàng tháng tại nhà cho khách. Và điều đó khách rất là thích, bởi vì bình thường khách không thể nào tự chăm được một chiếc bể, rất là khó. Thật ra dù như anh, nếu mà anh có chơi anh cũng sẽ sử dụng cái dịch vụ đó. Tại vì nó sẽ cảm giác nó an tâm hơn, chất lượng hơn, và mình cũng khỏe hơn, mình không biết nghề nữa, mình chỉ thích ngồi ngắm thôi. Dạ đúng rồi. Ví dụ như mình đang cái này là, ví dụ như khi mình có một cái hợp đồng, khách hàng muốn đặt hàng thì là mình sẽ trò chuyện lên cái ý tưởng với khách. Dạ, lên ý tưởng, chờ khách chọn mẫu. Ngoài khách chọn mẫu ra thì khách có yêu cầu một vài điểm, và mình qua quá trình trao đổi khách mình sẽ làm theo yêu cầu của khách, theo cái nhu cầu của khách. Dạ. Như chẳng hạn như ở đây là một cái khách yêu cầu là làm một cái bố cục rừng theo mẫu sẵn, nhưng muốn bỏ một cây bonsai như thế này vào góc. Đó là yêu cầu của khách và shop sẽ làm theo cái yêu cầu đó. Sau khi thiết kế xong phần layout thô rồi vào cây xong xuôi hết thì bàn giao cho khách. Với bây giờ anh thấy như cái nghệ thuật nó bây giờ nó cũng chấm phá, nó phá cách nhiều. Như ngày xưa mà những cái tất cả mọi cái là nó phải nằm ở dưới mặt nước. Còn kiểu bây giờ là nó phải... sao cũng được hết trơn, miễn sao nhìn nó nghệ thuật là ok hết, đúng không? Đúng rồi. Ngày xưa mọi cái nó đều phải nằm chìm ở dưới mặt nước hết. Đúng rồi. Còn bây giờ thì cái phong cách anh em là muốn nửa nước nửa càng lên. Với lại ngày xưa các bạn giống như mình nói đóng những cái tủ thì trên này thường là cái nắp luôn, nó che kín mít, chỉ nhìn vô thấy vậy thôi. Còn bây giờ là đèn á, là thứ nhất là sử dụng đèn treo, cái ánh sáng đồ này nọ, tất cả mọi cái là nó đều hỗ trợ tốt nhất cho cái sự sáng tạo của nghệ nhân luôn. Cái này là nghệ nhân luôn rồi chứ gì nữa. Này là tầm nghệ nhân luôn rồi, tại vì vừa có cái nghệ thuật ở trong đó mà phải hiểu biết về khoa học nữa. Phải am hiểu rất là nhiều luôn tác phẩm. Đúng rồi. Tuyệt vời luôn. Cái cộng đồng mà gọi là cá trong này á, thì mình có cần coi như là mình thấy con nào đẹp mình cứ thả vô, hay là có cần phải lưu ý gì không ta? Có, riêng cá đối với hồ thủy sinh mình phải lưu ý đó. Trong cái chiếc hồ của mình thì mình chỉ được thả những loại cá phù hợp với hồ thôi. Những loại cá không thể thả được trong hồ này, ví dụ như là đối với những hồ bonsai thế này thì những loại cá mình không thể thả được đó là cá bút chì nè, những cái dòng cá trục nè, răng trâu nè, cá ba đuôi nè, cá đá nè, cá sim nè, những cái dòng cá đó mình không thả vô được. Thứ nhất là cá sim thì chắc nó giữ. Dạ, nó giữ với lại trong này là môi trường là dòng nước chảy, nó không phù hợp với những loài cá nước tỉnh. Là cái thứ hai nữa là trong cái môi trường này thì có cái sử dụng cái sỏi với lại thảm cỏ thì chúng ta không thả cá trục và bút chì được, nó sẽ phá cái này. Có nghĩa là nó cứ lội cái mỏ này là nó phá cái bút cục của mình, không thả được. Còn cá răng trôi ba đuôi thì nó sẽ cắn cây. Cũng phải có lưu ý. Phải có lưu ý. Còn cá đĩa thì dưới cái ánh sáng rất là mạnh thế này thì cá đĩa nó cũng không chịu được. Cũng không phù hợp với những dòng đó. Thì rất là phù hợp như là cái dòng cá neon là dòng cá phổ biến nhất nè. Sau đó là những dòng cá nhỏ khác như là tam giác, rồi cá muống, rồi cá diếp, cá kim tơ. Những dòng này rất là hiền, nó sống hòa thuận với nhau được, mà nó không có phá cây. Mà nó cũng bơi theo đàn đúng không? Dạ, nó bơi rất là nhẹ nhàng, khiến cho mình cảm giác nó thư giãn hơn. Cái này là con ốc gì đấy? Cái này là con riêu. Dạ, cái này con ốc kiển, con ốc sula. Nó cũng ăn riêu đồ này nọ. Nó là ốc kiển, nó bò đẹp lắm. Dạ. Bây giờ nó đang ngủ ra. Nó ngủ hay là nó không, nó đang nó có giai đoạn vậy đó. Nó bò đã đời, đã nằm ngửa, đã nằm hoài cả nguyên ngày vậy đó. Như những cái tiểu cảnh rừng này á, là mình xong là mình sẽ tháp cây lên hả ta? Đúng rồi, khi mình thiết kế xong cái này xong thì mình bắt đầu là dán rêu trên đây. Dán rêu. Rồi ở phía dưới phần những cái này mình sẽ trồng những cây ráy hoặc là dương sỉ hoặc là bu sét. Mình tạo nên một cái khu rừng giả tạo trong cái môi trường này. Coi như giống mấy cái rừng ngập mặn đâu. Đúng rồi. Tầng dưới. Đây là những cái cây. Mình có làm những cái tay đầu ra không ta? Nhớ cái nhành không, này chỉ dưới nước thì chắc chắn là nó không có những cái tay. Đúng rồi, mình chỉ dán rêu và dán những cái cây có thể sống được trên cái này thôi. Mình không có làm thêm nhánh cây. Này là đá gì? Cái này gọi là đá đen Gia Lai. Có vẻ nó xốp ở trong. Dạ, nó xốp, nó rất là dễ tạo hình. Được người chơi thủy sinh sử dụng rất là nhiều, gọi là dòng đá phổ biến nhất luôn. Mà nó cũng tự nhiên, nó đẹp đó, nhìn nó. Đúng rồi, nó tự nhiên, nó đẹp. Nhiều chi tiết trong. Ở trong này chắc nó cũng sẽ có vi sinh ở trong này, ván đồ này. Chính xác, nó vì nó xốp cho nên bên trong nó có rất là nhiều cái lỗ nhỏ li ti. Nó giúp cho việc mình khởi tạo vi sinh trở nên dễ dàng hơn. Những lỗ nhỏ li ti trong này sẽ là nơi ẩn nấp của vi sinh, nơi ở của vi sinh. Đúng rồi, nắp vi sinh luôn. Xong rồi nước thì nó cứ ra vô từng hoàng rồi nó cứ lấy vi sinh ra, lấy ra. Đúng rồi. Mình mê mẩn với lại những cái tác phẩm ở đây luôn các bạn, rất là quá đẹp luôn. Những cái màu cá này là màu tự nhiên hết luôn ha. Dạ không, những con cá này thì mới xuất hiện gần đây thôi, những năm gần đây thôi, là dòng cá lai tạo. Nó sẽ cho những cái màu sắc như thế này. Trước đây con cá này nó chưa có ra đời, nó chỉ mới ra đời vài năm gần lại đây thôi. Hay quá các bạn. Thật ra con vật hay là thực vật gì cũng có thể lai tạo ha, và trong tương lai càng ngày chúng ta sẽ gặp nhiều cái dòng cá mới, đó là sản phẩm của gọi là lai tạo của khoa học công nghệ, được gọi là design. Mình lai tạo thiết kế, mình sắp đặt vô. Đúng rồi. Bên này cá đó cá gì ta? Đây là một con cá săn mồi gọi là cá trê cọp. Nó là một cá săn mồi. Thì cái dòng cá đó anh thấy ở trên đó mình cũng, cái này là một cái thiết kế, một cái style hay là mình muốn làm đơn giản? Đây là một cái hồ để mình trữ những cái rêu dự phòng, để mình sử dụng rêu này mình làm cho khách hoặc là bán cho khách nào có nhu cầu mang về tự làm. Như là để dưỡng rêu. Đúng rồi, để dưỡng rêu. Đây các bạn, đây là những cái dòng cá mà thích hợp để thả vô thủy sinh. Đúng rồi. Nói chung anh em mà muốn mua cá dành cho thủy sinh thì tới những nơi bán thủy sinh sẽ bán những cái dòng cá của thủy sinh. Nó chuyên dành cho dòng cá thả thủy sinh thôi. Ốc nè, có ốc. Những cá này rất là đẹp ha. Cái sọc ngựa. cái màu của nó dạ quang ngộ quá. Dạ đúng rồi, nó ánh lên cái màu xanh nhìn rất là rõ. Này là mình đóng hàng đi ha? Dạ không, đây là cây từ nhà trại. Đây là cây lá cạn, cây thủy sinh nhưng lá cạn. Sau đó chúng ta sử dụng những loại cây này chúng ta trồng vào trong hồ. Sau thời gian đánh đèn CO2 nữa là nó sẽ ra lá nước nhiều màu sắc khác nhau. Cây này cây trên cạn, cây trên cạn rồi mình trồng trong thủy sinh từ từ rồi nó thích nghi, nó sống thành thủy sinh luôn. Dạ đúng rồi, nó sẽ thích nghi với môi trường nước và nó ra cái lá dưới nước, tạo nên nhiều màu sắc khác nhau. Wow, dạ. Hay quá. Đây các bạn, đây là một cái gọi là giống như cái vườn ươm thực vật, dạ, trong thủy sinh. Vườn ươm đó, vườn tử đó. Vườn này vườn ươm hả? Và người chơi sẽ sử dụng những cái cây trong này và trồng vào trong hồ của mình. Dạ. Thì đối với những cái cây thủy sinh đó thì nó có cái yêu cầu đặc biệt gì không? Cây thủy sinh nó có yêu cầu đặc biệt đó là cái nước bên trong hồ nó phải có nhiệt độ mát và phải có CO2 để cho nó quang hợp. Dạ, nó có hai yêu cầu đó. Nói chung là cũng đơn giản những cái cơ bản nhất. Dạ, đúng không? Những cái cơ bản nhất. Thì có cái lưu ý là cái nước nó phải mát. Nhiệt độ nó tầm khoảng bao nhiêu độ? Nhiệt độ nó là thích hợp nhất là 26 27 độ. 26 27 độ. Dạ. Ráy là nãy nói ráy là trồng dưới gốc là. Dạ đúng rồi, đó là những loại ráy. Ráy lưỡi hổ, dương sĩ. Dương sĩ là cây lá dài, nó gọi là những cây dương sĩ. Ồ, cái dương sĩ, dạ. Cái này là ráy á hả? Cái này là dương sĩ. Dương sĩ luôn chứ, dạ. Thấy hai cái này giống nhau quá. Dạ. Kể cả chơi thủy sinh về mặt thực vật mình cũng phải hiểu rõ đúng không? Kết hợp giống nào nó phù hợp đồ. Dạ, kết hợp. Sau đó để chiếc bể mà nó sinh trưởng, phát triển đều đặn 5 tháng thì chúng có những sản phẩm bổ sung, đó là những sản phẩm như thế này. Nó sẽ nuôi dưỡng chiếc bể của mình. Ví dụ như trong nhiều chiếc bể mà nó thiếu chất dinh dưỡng, bắt đầu trong giai đoạn thiếu dưỡng chúng ta sẽ bổ sung thêm dinh dưỡng. Thì có rất nhiều chất bổ sung thêm dinh dưỡng của nhiều hãng khác nhau. Rồi vi sinh thì cũng có nhiều loại vi sinh để chúng ta bổ sung thêm, hoặc là những cái dung dịch là làm tăng giảm pH nè, rồi hay là những cái dung dịch bổ sung thêm carbon, bổ sung thêm CO2 dạng nước vào trong hồ. Rồi ngoài ra chúng ta còn có thức ăn cho cá, thức ăn cho tép, những đồ phụ chơi trang trí, phụ kiện rất là nhiều loại để nuôi một chiếc bể thủy sinh. Đúng rồi. Ví dụ như một người mà không biết gì hết mà nhìn những cái sản phẩm hỗ trợ này là cũng rối luôn, tại vì không biết nên dùng như thế nào. Dạ, thì mình chắc mình cũng phải có những cái thiết bị để đo lường đó, độ pH, dạ, này nọ cái kia. Chứ còn ví dụ như em là chuyên nghiệp rồi, em nhìn mà mắt thường thì có thể là em đã nhận ra, dạ, nhưng mà nếu mà gọi là newbie thì sẽ sử dụng cái thiết bị nào? Thì đo lường chẳng hạn như chúng ta sẽ sử dụng thiết bị là đo độ pH trong hồ. Đo độ pH thì chúng ta dùng bút đo pH, hoặc là đo cái hàm lượng chất dinh dưỡng hay những chất rắn ở trong môi trường nước thì chúng ta dùng bút TDS dạ, để đo. Hoặc là ngoài những cái thiết bị điện tử như thế này thì ngoài ra chúng ta còn có những cái dung dịch kiểm tra pH chẳng hạn. Dạ, rất là nhiều cái sản phẩm hỗ trợ. Ngoài ra sản phẩm chăm sóc như đây là có dao cạo rêu nè. Trong hồ chúng ta mà phát sinh rêu hại bám trên thành hồ thành kiến, hay là những cái chặn chất vôi bám trên thành hồ thì chúng ta sử dụng những cái dao này là để cạo những cái rêu. Đẩy qua cái là chóc đi. Sản phẩm bổ trợ. Nói chung là về mặt thủy sinh là đã phát triển khá lâu đời ha. Dạ. Thủy sinh nó vào Việt Nam mình khoảng được mấy năm rồi ta? Nhiều năm rồi. Dạ, rất là lâu rồi. Rất là lâu rồi đó. Dạ. Nhưng mà người chơi bắt đầu phát triển thì ở những năm gần đây thôi, nhờ hội nhóm và công nghệ của nó internet thì người chơi bắt đầu nó nhiều lên rất là nhiều trong những năm gần đây, và cái đối tượng nó cũng được mở rộng. Nhớ ngày xưa là chơi nó cũng thuộc dạng gọi là có tí mới bắt đầu dám chơi thủy sinh. Còn bây giờ nó cái độ phủ nó rộng hơn. Dạ, ai cũng có thể chơi được. Đúng rồi. Và những cái sản phẩm, các bạn thấy những cái sản phẩm liên quan phục vụ cho cái bộ môn thủy sinh thì nó rất là đa dạng, rất là nhiều đó các bạn. Dạ, mình vô mình tưởng là mình đang vô một cái siêu thị về điện máy hay cái gì đó, nó nhiều thuốc men rồi dụng cụ đủ thứ hết trơn á, rất là đa dạng luôn. Thì các bạn có nhu cầu tìm hiểu về thủy sinh thì có thể tới Yêu Thủy Sinh ha. Rồi tất cả trang thiết bị mọi cái sẽ được tư vấn rất là kỹ càng. Đây là những cái phân nền đúng không? Dạ, đây là những cái chất nền để mình trồng cây ạ. Ví dụ chẳng hạn đây là một cái chất nền trồng cây Mattersoil, cái này xuất xứ của Nhật. Thì nó cho những chất lượng trồng cây rất là tốt, như trong cái bao bì nó có thể hiện này. Chúng ta trồng được rất nhiều loại cây và cho màu sắc sặc sỡ, kiểm soát môi trường nước rất là tốt. Thì tại Yêu Thủy Sinh thì đa số sử dụng loại phân nền này. Dạ. Ngoài ra nó còn rất là nhiều loại phân nền từ Nhật, ví dụ như Ada hoặc là Mattersoil, ghét. Dạ. Nhật tất nhiên là Nhật sẽ nổi tiếng rất là nhiều thứ rồi, nhưng mà một trong những thứ đó là những cái chất nền như thế này đó các bạn. Đúng rồi. Chất trồng đồ của cây bonsai đồ này nọ là rất là nổi tiếng luôn. Dạ đúng rồi, rất là nổi tiếng. Này là những cái vật liệu lọc. Dạ. Sử dụng cái vật liệu này để cho vào trong thiết bị bể lọc để nuôi dưỡng vi sinh trong những thiết bị, những trong cái này á. Dạ. Cái này bỏ trong những cái máy lọc á. Bỏ trong máy lọc. Dạ. Đây tất cả là những cái vật liệu lọc hết. Này giống cái đá gì nãy quá ta, không ta? Dạ đúng rồi, nó cũng sử dụng để cho vào thiết bị lọc luôn. Nó tạo được, nó có độ xốp. Độ xốp hút nước. Cái lọc trong thủy sinh thì nó cũng đơn giản thôi đúng không? Dạ, lọc trong thủy sinh nó có rất là nhiều loại. Đối với lọc thủy sinh là nó đa dạng sản phẩm. Dạ. Từ những cái bể nhỏ thế này thì chúng ta sử dụng lọc keo hoặc là lọc thác. Nhưng những cái bể lớn như này thì chúng ta phải sử dụng cái lọc thùng. Lọc thùng. Dạ. Lọc thùng để nó chứa được rất là nhiều vật liệu lọc bên trong thì chúng ta gọi là lọc thùng. Đó. Thì đây gọi là lọc thùng inox. Còn đây là gọi là lọc phụ. Thì cơ bản nguyên lý hoạt động cũng đơn giản lắm. Nước chúng ta sẽ đi qua những cái ngăn bông như thế này. Rồi. Những cặn bẩn, bùn, bụi bã nó sẽ bám lại trong những miếng bông như thế này. Rồi. Sau đó nước chúng ta sẽ qua cái hộc lọc chính. Ở cái hộc lọc chính này là nơi mà chúng ta bỏ vật liệu lọc như matrix nè, hay là sứ nè. Thì đây là gọi là cột lọc vi sinh. Trong này nó sẽ nhiều tầng đúng không? Nhiều tầng, đúng rồi. Thì qua đây thì vi sinh nó sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề của nước. Sau đó nó sẽ trả lại môi trường nước sạch lại vào trong hồ. Hàng chi là nước, cái chất lượng nước rất là tốt luôn. Nhưng mà nó cũng rất là gọn gàng ha. Dạ, nó gọn gàng. Rất là gọn gàng. Đây là cái bình cung cấp CO2 á. Dạ đúng rồi. Đây là những thiết bị cơ bản của một chiếc bể phải có. Những cái hồ lớn thì phải có những thiết bị như thế này thì môi trường chơi bên trong nó mới ổn định được. Thường một cái bể mà một khi nó đã ổn định như thế này rồi thì là cái khoảng thời gian rồi là bảo trì định kỳ nó khoảng bao nhiêu lâu? Nó cũng một tuần một lần, nhưng thay vì đó cái công chăm sóc chúng ta sẽ giảm lại rất là nhiều. Vẫn phải thay nước, nhưng mà thay vì thay nước nhiều thì chúng ta chỉ thay khoảng 30% nước thôi. Thôi chúng ta lau nhẹ thành hồ là xong rồi. Nếu vậy là anh em mà đi bảo trì là cứ như là mỗi tuần tới nhà khách một lần. Dạ, tới nhà khách lần là tùy vào mức độ của hồ như thế nào thì thay từ 30 cho tới 50% nước. Sau đó lau chùi sạch sẽ quanh hồ kính, cắt tỉa cây gọn gàng là xong. Nghe nó đơn giản nhưng mà không có nghề làm là cũng hơi đuối. Dạ, đúng rồi. Nói thì rất đơn giản nhưng mà phải có kinh nghiệm để nhận biết cần làm gì. Cái này mình sử dụng nước gì ta? Cái này là mình sử dụng nước sinh hoạt bình thường. Nước sinh hoạt bình thường, nước máy thôi. Nước máy bình thường thôi. Thì đối với những nhà ở chung cư thì đa số là trong nước máy sinh hoạt ở nhà có rất là nhiều clo. Đúng rồi. Cho nên chúng ta phải, khi mà cho nước đó vào trong hồ, chúng ta phải sử dụng dung dịch khử clo đó đi. Clo nó sẽ gây đến chết cây, ảnh hưởng tới cá. Như mình khử cái nước đó bên ngoài xong mới đổ vô hồ, hay là mình đổ vô hồ xong mình khử sao? Mình cho vào hồ xong là mình đổ nước dung dịch vào hồ luôn. Thì trong cái quá trình mình đổ kiểu đó thì những cái cá trong hồ nó có bị ảnh hưởng không? Trong thời gian ngắn thì chắc không sao. Trong thời gian ngắn nó sẽ không sao cả. Và mình chăm khử nước ngay thì nó sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trong cái thời gian rất là ngắn cá chúng ta chịu được. Cái nhà chung cư mà kiếm đâu ra nước giếng, nước đồ hay là nước tinh khiết. Cái nước tinh khiết mình xài có tốt không ta? Nước tinh khiết xài nó cũng chưa hẳn là tốt. Nó chỉ tốt thật sự đối với những người nào thật sự biết kiểm soát nước. Còn tốt nhất thì cứ chúng ta sử dụng nguồn nước tự nhiên, nguồn nước tự nhiên, nước máy đi. Sau đó thì những cái chất nền công nghiệp của Nhật nó cũng có cái tác dụng là nó kiểm soát cái môi trường nước đó. Chúng ta chỉ việc là khử clo trong nước mới thôi. còn lại cái việc kiểm soát cái thành phần các chất khác á, thì cái phần này nền này dạ, nó sẽ nhả ra từ từ, đúng rồi, nó hòa tan vô, hòa tan nó sẽ có cách nó xử lý cái nguồn nước. Cho nên cái trong những cái chất lượng phân nền của Nhật á, thì nó có cái cụm từ đó là kiểm soát nước, kiểm soát nước. Cái chức năng của nó là một trong những cái chức năng của các chất nền đó là kiểm soát nước, chứ không có gọi là đơn thuần là chỉ là chất nền trồng cây nữa. Đúng rồi, chính xác. Bởi vậy nó mới xịn sò, mới nổi tiếng. Dạ. Cái này nó cái hồ bên mình á mà nó mình build cho khách á, nó hơi tế nhị chút xíu là cái giá trị. Tại thường cái người coi thì người ta sử dụng cái thước đo đó nó dễ hình dung nhất. Cho người ta thì nó cái hồ mà mình build mà nó gọi là đỉnh cao nhất á, là nó tầm khoảng bao nhiêu gì? Rất là khó đối với người mới chơi. Thì để đạt đến cái độ đỉnh cao đó, chẳng hạn như đối với một chiếc đèn, hai chiếc đèn này tuy nó giống nhau hoàn toàn nhưng về giá nó trên này rất là nhiều. Chẳng hạn như với chiếc đèn này có giá bán thị trường hiện tại là 3,9 triệu, nhưng chiếc đèn này có giá bán hiện tại là 22 triệu. Dạ, trên lệch dữ. Dạ, mặc dù nó giống nhau, rất là giống nhau, hoàn toàn luôn, nhưng về giá trị thì nó lại chênh lệch quá lớn. Đây là chiếc đèn Ada sản xuất từ Nhật, còn đây là chiếc đèn Wix từ Trung Quốc. Mặc dù mẫu mã như nhau nhưng về chất lượng thì chiếc đèn Ada này mang đến chất lượng rất là tốt. Cái chất lượng ở đây là mình đang nói về cái chất lượng ánh sáng, dạ, và cái thương hiệu làm nên cái sản phẩm này. Thì cái ánh sáng này nó, cái điểm mạnh của nó là gì? Điểm mạnh của nó là nó khiến cho cái thực vật này và động vật bên trong hồ phát huy tối đa cái khả năng bung hết được cái tố chất của mình luôn, tốt nhất. Dạ. Cây thì lên màu tốt nhất, còn cá thì sẽ lên màu sặc sỡ nhất. Dạ, ở đây thì hồ này mới vừa build cho nên tất cả nó chưa được cái phát huy hết. Dạ, nó phải mất qua quá trình. Đây nè các bạn, đây nãy mình có hỏi những cái cây cột đó như thế nào thì nãy Duy có giải thích là sẽ cho rêu nó bám lên, thì đây thì có mẫu cho mọi người có thể nhìn. Sau đó mình cấy rêu lên cái thân lũa nó sẽ ra vậy đó. Rồi từ từ nó sẽ còn lan ra, đúng không ta? Nó nhảy ra còn nữa, nó sẽ phát triển thêm nữa. Hồ này mình mới vừa build thôi, mới vừa làm nên thôi, nó đang trong giai đoạn đi vào ổn định chứ chưa phải là giai đoạn ổn định. Vậy thì một cái hồ thủy sinh đó là cái giá trị mắc của nó là nó đến từ những cái phụ kiện. Chính xác, từ phụ kiện. Từ phụ kiện. Những cái thiết bị lọc nó cũng có giá rất là khác nhau. Như ở đây các bạn thấy cũng là một thiết bị lọc inox, nhưng mà cái thiết bị lọc inox bình thường đó, có giá từ 2 tới 3 triệu thôi, nhưng cái bộ lọc này có giá là tới 6 triệu. Dạ. Thì cái bình CO2 bình thường, bộ CO2 bình thường khoảng 1,2 triệu, nhưng cái bộ CO2 này nó tới 3 triệu mấy là. Dạ, thì những cái phụ kiện đi kèm nó sẽ thay đổi giá trọn bộ của cái hồ thủy sinh. Nhìn nó đồng hồ, đồng huyết rồi tất cả một cái chất lượng. Đây các bạn, đây là nãy mình có nói là theo phút đó, giọt, đúng rồi, giọt dây đó, dây chứ lộn. Dạ, dây là mấy thiết bị đếm này, nhưng mà hôm nay thiết bị đếm này nó hết nước rồi cho nên chúng ta không thấy khí CO2 sủi lên. Nếu mà mình sủi CO2 nhiều quá thì nó có bị ảnh hưởng gì không ta? Đây, ở đây chúng bạn thấy CO2 sủi lên. Nếu chúng ta sủi nhiều CO2 quá thì nó sẽ khiến cho cái nồng độ CO2 trong nước quá nhiều, khiến cho cá tiếp chúng ta sẽ bị ngộp CO2. Dạ, nó sẽ nổi lên mặt nước. Nổi lên để nó thở trên này. Nó thở trên mặt nước. Thông thường những cái combo 60 gồm có đèn, tủ đầy đủ phụ kiện thì ở cái tầm cơ bản nó rơi khoảng từ 10 cho tới 15 triệu. 10-15 triệu. Dạ. Là full option luôn. Full option. Còn những cái bể kích thước như thế này thì nó dao động từ 18 cho tới 25 triệu. Gói cơ bản. Ngoài ra sẽ có những khách người ta họ muốn sử dụng những phụ kiện rất là chất lượng thì mức giá sẽ thay đổi. Dạ. Còn cơ bản thì nó nằm ở khung đó. Có nghĩa là một cái hồ thủy sinh mà nó cao hay thấp các bạn là nó liên quan tới vấn đề phụ kiện. Các bạn muốn xài hàng xịn hay là xài hàng bình thường thấp đó. Còn cái gọi là cái tay nghề của cái người thợ và setup á, nó có tạo nên, anh nghĩ nó cũng phải tạo nên một cái giá trị riêng của một tác phẩm chứ. Ví dụ như tác giả của tác phẩm này rồi này nọ, nó cũng có cái giá trị riêng chứ. Dạ, đúng rồi. Cũng có, nhưng mà đó là ở trong những giai đoạn trước đây. Nghệ nhân tạo thủy sinh nó rất là ít trên cái thị trường, nhưng tới thời điểm hiện tại thì những người tạo cảnh trong hồ thủy sinh rất là nhiều. Thì cái giá trị nó trở nên gần là cân bằng nhau. Nó không có chênh lệch nhiều so với nghệ nhân A và nghệ nhân B. Nó sẽ thay đổi tùy theo phụ kiện. Dạ. Ngày xưa các bạn, ngày xưa thủy sinh là một cái gì đó nó gọi là nó cũng hơi cao cao chút xíu, muốn chơi nó là cái phòng khách phải đẹp nè đó, trong đặt trong một cái phòng khách như thế nào, muốn cái phòng khách nó đẹp thì cái nhà nó cũng phải như thế nào đó, rồi tủ tiết gỗ ghiết đầu lên đó, rồi chăm sóc nó cũng cực. Cái người chơi phải có thời gian, hoặc là không có thời gian thì phải có tiền để mà sử dụng cái dịch vụ dọn dẹp đó. Nhưng mà bây giờ thì nó gần như là nó phổ thông, phổ biến. Thậm chí là ví dụ anh nghĩ nếu mà tầm hồ nhỏ hơn nữa thì rẻ hơn nữa cũng có đó. Ví dụ một cái hồ thủy sinh mà gọi là cơ bản nhất thì nó cũng tầm khoảng chắc 3-4 triệu là cũng đã chơi được rồi, đúng không? Dạ đúng rồi, tầm khoảng 1 triệu cũng có thể có một hồ thủy sinh rồi. Chúng ta chỉ cần có một chiếc hồ, đổ phân nền và trồng cây, gắn cái đèn quang hợp là xong, cũng là một hồ thủy sinh. Đúng rồi. Thì cái từ thủy sinh đây có nghĩa là có cây ở trong đó. Có cây trong đó. Có cây trong đó là được tính là thủy sinh. Được tính là thủy sinh. Dạ đúng rồi. Quá hay luôn. Như cái này là một cái hai cái ngọn núi ha, có cái giống như cây cầu bắc qua. Dạ đúng rồi. Quá đẹp. Cái này chưa gắn lọc chưa gì, nước nó đang rất là động, rất là tĩnh. Đó. Quá đẹp luôn. Ok, mình vừa quay clip mà Duy cũng vừa coi như là tiếp khách rồi này nọ ha. Giờ chúng ta sẽ đi tham quan tiếp một vòng. Đây là những cái bộ lọc. Anh thấy thường thường những cái bộ lọc nó bằng nhựa mà ở đây anh thấy mình xài toàn là những cái inox không à, thì cái chất liệu inox này nó có tạo cái sự khác biệt về mặt chất lượng không? Thiết bị nhựa nó có hai trường phái lọc, đó là trường phái lọc hãng và trường phái lọc chế. Thì ở bên đây chúng ta sẽ thấy được trường phái lọc hãng là ở trên kia các bạn thấy đó, nó sẽ được thiết kế từ các hãng khác nhau, nó bằng nhựa. Và trường phái thứ hai nữa là trường phái lọc chế, thì chúng ta thấy bên này. Ở trường phái lọc chế chúng ta cũng có hai sự lựa chọn, đó là chế cao cấp và chế bình dân. Dạ, chế bình dân thì chỉ sử dụng thiết bằng nhựa thôi. Nhựa. Dạ, chế còn đây là chế inox thì nó lại cao cấp. Chế là nghĩa là do kỹ sư Việt Nam mình lên. Trước ở Việt Nam mình cũng có làm nhưng mà bây giờ đa số là chúng ta nhập từ Trung Quốc. Cái này cũng nhập Trung Quốc về. Dạ, đúng rồi. Đây là những cái cây kéo tỉa cây trong hồ. Đây là những cái phụ kiện để mà đây là những cái nhíp mà các bạn để chỉnh hoặc là trồng cây á, để cấy xuống. Đây là những cái thiết bị phụ kiện. Nhíp quá là nhiều thứ ha. Rất là nhiều thứ. Mình đi ngắm vòng vòng mấy cái hồ này mà không biết chán luôn các bạn. Rất là đẹp mắt luôn á, rất là sướng luôn, rất là thích luôn. Cái này mà có cái hồ ở nhà mà ngồi ngắm là phải nói tuyệt vời. Ok, cảm ơn Duy rất là nhiều hôm nay đã dành thời gian để chia sẻ với lại mọi người cái đam mê của mình, rất là chuyên sâu, rất là hay, và những cái tác phẩm ở đây phải nói là rất là chất lượng luôn. Cảm ơn Duy rất là nhiều luôn. Anh em mà xem clip nếu mà có đam mê tới cái bộ môn này, muốn tìm hiểu thì có thể Google Yêu Thuỷ Sinh. Yêu Thuỷ Sinh. Ở trên đó là chắc mình cũng có fanpage rồi, tất cả mọi cái đầy đủ hết. Sẽ có cái đội ngũ gọi là tư vấn ở trên đó luôn. Còn nếu mà ai gần khu vực này có thể ghé tham quan là bảo đảm sẽ coi như là không có thoát ra được luôn. Ok, chúc mọi người xem clip vui vẻ và có thật nhiều sức khỏe ha. Bye bye. Bye bye các bạn.